Triển lãm mang tên Mê Cung của Tim Burton bao gồm nhiều chuỗi căn phòng khác nhau. Qua mọi cánh cửa, khách tham quan có dịp chiêm ngưỡng những bản vẽ gốc của Burton mà từ trước đến nay chưa được giới thiệu. Mỗi căn phòng còn có cách trang trí dựa trên các bộ phim làm nên tên tuổi của Burton. Ngoài ra, đã có 55 tác phẩm hoạt hình được thực hiện cho triển lãm này dựa trên những bản vẽ của đạo diễn. Các bức tranh dường như đang chuyển động, hình ảnh sẽ thay đổi theo góc nhìn của bạn. Mọi người sẽ có những trải nghiệm đa dạng khi khám phá không gian từ cánh cửa này qua cánh cửa khác. Nó giống như một ngôi nhà vui nhộn và kỳ lạ, đại diện cho tâm trí của tôi theo một cách nào đó. Tim Burton nổi tiếng với các bộ phim Người kéo học yêu, Ác mộng trước Giáng sinh, Cô dâu ma và Ngôi nhà ma ám. Ông được xem là một trong những nhà làm phim sáng tạo và giàu trí tưởng tượng nhất mọi thời đại. Triển lãm diễn ra tại một nhà hát nghệ thuật từ thứ Năm đến Chủ nhật hàng tuần, kéo dài cho đến ngày 11 tháng 12.